hiểu biết và trí tuệ. 136. Không ai và chẳng có gì để giải thoát cho bạn, chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn mà thôi. 137. Tên khùng và vị A-la-hán đều biết mỉm cười, nhưng vị A-la-hán biết tại sao mình mỉm cười, còn tên khùng thì không. 138. Người trí quán sát người khác, nhưng quán sát với trí tuệ chứ không phải với si mê. Quán sát với trí tuệ có thể học hỏi nhiều, nhưng quán sát với si mê thì chỉ tìm thấy lỗi của người khác mà thôi. 139. Điều phiền toái thật sự là biết mà không làm. Không biết nên không làm là chuyện thường, nhưng biết mà không chịu làm thì đó là một vấn đề. 140. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết khả năng diễn đạt có giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận không thể diễn đạt được trạng thái nóng nảy, giận hờn, cũng như nghe tên một người khác với gặp người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thật sự. 141. Nếu nhìn sự vật với trí tuệ, nội quán, thì sẽ không dính mắc vào chúng, tốt hay xấu đến, vui hay buồn đến. Hãy nhìn chúng rồi để chúng ra đi, thì bạn sẽ không dính mắc. Dầu tham lam hay sân hận có đến đi nữa, bạn cũng dùng trí tuệ để nhìn thấy bản chất vô thường của chúng và để chúng tự ra đi. Nếu phản ứng lại chúng, yêu hay ghét chúng, thì rắc rối sẽ xảy ra. Phản ứng không những chứng tỏ bạn là người không có trí tuệ mà còn làm cho đau khổ gia tăng. 142. Hiểu biết chân lý thì sẽ không còn suy nghĩ và trở thành người có trí tuệ. Không hiểu biết thì suy nghĩ sẽ nhiều hơn trí tuệ hoặc chẳng có chút trí tuệ nào. Suy nghĩ nhiều mà không có trí tuệ sẽ đau khổ tận cùng. 143. Thiên hạ ngày nay chẳng muốn tìm hiểu chân lý. Họ học hỏi chỉ để có sự hiểu biết cần thiết hầu nuôi thân, cấp dưỡng gia đình và chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Đối với họ thì sự thông minh, lanh lợi có giá trị hơn trí tuệ.